Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi lại vừa về thêm một chiếc xe Kia. Đó chính là chiếc xe Kia Sportage quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2011 và là cái bản số tự động 2 cầu quý bạn ạ. Đấy, phiên bản Kia Sportage rất hiếm có tại thị trường Việt Nam quý vị và các bạn nhé. AVKD tức là số tự động 2 cầu quý bạn ạ. Và đây là một trong những chiếc xe ở cái phân khúc crossover rất là đẹp, rất là rộng rãi các bạn nha. Đấy, rất là rộng rãi luôn các bạn ạ. Màu đen. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về và bây giờ chúng tôi cũng đang cho anh em dọn rửa chiếc xe này đi để đăng bán đấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 450 triệu đồng quý bạn nhé. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Kia Sportage 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này mới lăn bánh đúng 10 vạn km quý vị các bạn nhé. Tất cả về nội thất còn rất mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Ghế lái là được cái chỉnh điện rồi các bạn nhé. Đấy, toàn bộ nội thất ghế da cao cấp, hai cửa sổ nóc các bạn ạ, cửa sổ trước là cửa sổ nóc và đằng sau là cửa sổ trời, panorama rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị các bạn, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Tất cả còn rất là đẹp quý bạn nha. Chiếc xe crossover Kia Sportage này thì được đăng ký với 5 chỗ ngồi quý bạn nhé. Gầm cao và 5 chỗ ngồi cho nên là rất là rộng quý bạn ạ. Chiếc xe này đến lốp sơ cua cũng còn rất đẹp, rất mới quý bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để xem ngay nhé. Chiếc xe rất mới, rất là đẹp. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chỉ bán với giá là 450 triệu đồng thôi quý bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà quan tâm chiếc xe này thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, hoặc là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Hãy subscribe.